lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thầy trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thường ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan tháng ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví tựa đạo tràng mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân chúng con ảnh hiền. Cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chi tâm đánh lệ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. No.
tam mô thập mà phương thường trụ tam bào. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bào. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì pháp từ bi thủy sam, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực là. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thấm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì tông, nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng thủy sám pháp quyền thường, tất cả chư Phật vì thương xót chúng sinh nói pháp lập đàn thủy sam. Chúng sanh vì nghiệp cấu nặng này nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp gần gũi bản ác phiền não loạn tâm. Tình không hiểu biết nên cứ buông lòng tự thì, không tin tưởng mười phương chư Phật, không tin tôn pháp, cùng các bậc thánh tăng bất hiểu cha mẹ, không kính nhường bà con. Tuổi trẻ phong túng kiêu căng ngạo mạn đôi với các vật quý bao, các thứ ca nhạc
các sắc đẹp trai gầy. Thường sinh tâm tham luyến ý khởi phiền não lân la với người hư. Tập tành theo bản ác không biết chừa đôi, hoặc giết hại các dòng sinh linh, hoặc uống rượu mê man mất hết trí huệ. Rồi thường cùng với chúng sanh tạo nghiệp pha giới, những tội lỗi ở quá khứ cùng tội ác ở hiện tại ngày nay chỉ thành xin sám hối hết thầy. Còn các tội lỗi về sau không dám làm nữa, bởi thế hôm nay chúng con dốc lòng thành kính quy y hết thảy các đức Phật, các vị đại Bồ Tát Bích Chi A La Hán, Phạm Vương Đế Thích Thiện Long Bát Bộ và tất cả thanh chúng trong mười phương. Hư không thế giới cầu xin vũ lòng chứng giám. Đảnh lễ các đức Phật rồi thứ lại sám hối, nhưng muốn lễ sám trước phải kinh lễ Tam Bảo. Vì Tam Bảo là bản lành, là ruộng phúc của tất cả chúng sanh. Nếu quy hướng Tam Bảo thì diệt được vô lượng tội, thêm được vô lượng phước khiến người làm đạo thoát khổ sanh tử được vui giải thoát. Vì vậy cho nên chúng con quy y hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới, quy y hết thảy tôn pháp trong mười phương hư không thế giới, quy y hết thảy thành tăng trong mười phương hư không thế giới. Sở dĩ ngày nay chúng con sám hối chính vì từ vô thị nhận lại. Con ở địa vị phàm phu bất cứ sang hèn tội lỗi không lường, do ba nghiệp gây nên tội lỗi hoặc vì nội tâm vọng tường, hoặc vì ngoại cảnh mê hoặc sinh lòng nhiễm trước như thế cho đến mười điều ác nghiệp. Tám vạn bốn ngàn trần lao, những tội lỗi ấy tuy nhiều vô lượng nhưng không ngoài ba điều phiền não, nghiệp chướng quả bao. Ba ác pháp này là pháp chướng ngại thánh đạo ngăn trở quả bao tốt đẹp nhân thiên. Thế nên kinh gọi là ba chương, vì vậy chư Phật Bồ Tát giải làm những pháp phương tiện sám hối trừ diệt. Ba chướng ấy diệt thì sáu a căn mười ác cho đến tám vạn bốn ngàn trần lão thái đều thanh tịnh. Hôm nay chúng con đem hết lòng thành dẫn tâm thù thân sám hối ba chướng, muốn diệt ba chướng phải dùng những tâm niệm này. Trước phải phát
bảy tâm thù thân làm phương tiện sao mới trừ diệt. Một là tâm tuổi hổ, hay là tâm e sợ, ba là tâm chẳng xa, bốn là tâm bồ đề, năm là tâm oán thân bình đẳng, sáu là tâm nghĩ báo ân Phật, bảy là tâm quan xét tội tâm dung không. Thứ nhất tâm tuổi hổ là tự nghĩ ta với Đức Thích Ca đồng là phàm phu, mà Đức Thế Tôn đã thành đạo đến nay. Trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, chúng ta thì lại còn cùng nhau say đắm giờ lục trần. Trôi lăn trong dòng sanh tử chưa biết bao giờ ra khỏi. Như thế thật là đáng thẹn đáng hổ nhất trong thiên hạ. Thứ hai tâm e sợ, đã là phàm phu thì thân khẩu ý nghiệp thường thuận ứng với tội lỗi. Bởi nhân duyên ấy nên sau khi chết phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh chịu khổ vô cùng. Như thế thật là đáng kinh đáng sợ. Thứ ba là tâm chán xa, là chúng ta thường cùng nhau quan sát trong đường sinh tử. Chỉ là vô thường khổ không vô ngã bất tình, hư giả như bọt nước nổi tan xoay dần qua lại như bánh xe lăn. Còn thêm sinh già bệnh chết tâm khổ nung nấu không dừng. Chúng ta xem xét ngay trong thân thể từ đầu đến chân trong có 36 thứ. Tóc lầm răng móng gèn nước mắt mùi, nước miếng gào mồ hôi đại tiện tiểu tiền, da dày da mỏng máu thịt gân mạch xương tủy mỡ chảy mỡ nước ốc màng la lách thận tim phổi gan mật ruột da dài đàm đỏ đàm trắng, sinh tạng thục tạng thường bài tiết ra chính lộ. Nên trong kinh nói thân này là chỗ chưa các khổ não đầy dây bất tình. Nên kẻ tri giả chẳng hề yêu dấu, trong dòng sanh tử đã có những cái xấu xa như thế thật là đáng lo đáng chán. Thứ tư phát tâm bồ đề, kinh nói nên ham muốn thân Phật, vì thân Phật tức là pháp thân. Pháp thân ấy do vô lượng công đức trí huệ sanh ra, do tu sáu ba la mật sinh ra, do từ bi hỷ xả sinh ra, do tu 37 pháp trở bồ đề sanh ra, do những công đức trí huệ ấy sinh ra thân Như Lai. Muốn được thân đó thì phải phát tâm bồ đề cầu được nhất thiết
chúng trí thường lạc ngã tình. Chân quả tác bà nhã thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sinh chẳng tiếc thân mạng tài sản. Thứ năm tâm oan thân bình đẳng, là đôi em với tất cả chúng sanh mở lòng từ bi không phân nhân ngã. Vì nếu còn thấy kẻ oan khắc với người thân, tức còn có sự phân biệt. Bởi có phân biệt mới có chấp trước, bởi có chấp trước mới sanh phiền não. Bởi sanh phiền não mới tạo nghiệp dữ, bởi tạo nghiệp dữ mới chịu quả bao. Thứ sáu tâm nghĩ báo ân Phật, Đức Như Lai từ vô lượng kiếp đã vì chúng ta mà bỏ cả đầu mắt tủy nào, tay chân xương thịt quốc thành vợ con voi ngựa thất bảo tu hành khổ hành. Ơn ấy đức ấy thật khó báo đền, vì vậy kinh nói giả sử đầu đổi vai mang, cải qua số kiếp như hằng hà sa cũng khó đền đáp ơn Phật. Chúng ta muốn đền đáp công ơn của Đức Như Lai trong đời này, phải dùng mạnh tinh tiến gắng chịu khổ nhọc, không tiếc thân mệnh gây dựng tam bảo hoằng dương giáo pháp đại thừa, hóa độ chúng sinh đồng vào ngôi chánh giác. Thứ bảy tâm quan xét tội tinh không thật, là tội không tự tình do nhân duyên sanh, do điên đảo thành đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên diệt. Nhân duyên sinh tội tức là gần gũi bản ác gây nghiệp vô cùng. Nhân duyên diệt tội tức là ngày nay tịnh tâm sám hối. Thế nên kinh dạy tội tính không phải ở trong, không phải ở ngoài, không ở chẳng vừa, nên biết tội tính vốn không. Khởi bài thư tâm như trên ấy rồi, lại duyên tưởng đến mười phương chư Phật, cùng các hiền thánh cung kinh chấp tay phơi bài tâm can tỏ lòng cầu khẩn, hổ thẹn sám hối. Sám hối như thế tội nào không diệt, phúc nào không sinh. Nếu không hết lòng sám hối, cứ lần lựa biên nhát tình tự buông lung, thì chỉ khổ nhọc cho mình, chứ không ít lợi gì cả. Giả lại mạng người vô thường như quay bo đuốc khi hơi thở ra, không trở lại thì thân này đông như tro đất, khổ báo trong ba đường. Chính mình phải chịu, không thể nhờ tiền tài của báo để lo cầu thoát khỏi. Ở mãi trong cảnh mịt mù không có kỳ hạn ân xa, riêng mình chịu khổ không ai thay thế.
đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội mà không ân cần cầu sám hối. Vì trong kinh nói kẻ phàm phu mỗi khi đậm chân cất bước là đã có tội. Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp không thể kể xiết. Nó thường theo dõi như bóng theo hình. Nếu không sám hối thì tội ác càng ngày càng sâu. Nên biết rằng hễ che giấu tội lỗi mình thì Phật còn không dung cho. Tỏ bài để sám hối thì Ngài tinh danh kính chuồng. Bởi thế nên biết chúng sanh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói hay che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay chúng con xin phát lộ sám hối, không dám che giấu. Ba chương: một là phiền não, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau, như do phiền não mới sanh ác nghiệp. Do ác nghiệp mà phải chịu khổ bao, vì thế ngày nay chúng con xin hết lòng hôi các nghiệp chướng phiền não. Vì những phiền não ấy đều do ý gây ra, và khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp khẩu nghiệp theo đó phát đồng. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội. Bởi ngu muội mới sanh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói ba nghiệp tham sân si làm cho chúng sanh đọa lạc trong ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não. Nghèo nàn tung thiêu coi cúc lại thêm tính nết hung hăng. Càng bướng ngu độn không biết phải quay. Ý nghiệp đã gây nhiều ác quả như thế. Ngày nay chúng con dốc lòng đem hết thân mạng nương về chư Phật cầu xin sám hối. Những phiền não ấy chư Phật Bồ Tát các bậc thánh nhân đã thấu tỏ chân lý đủ mọi điều quở tranh, gọi phiền não này là oan gia. Vì phiền não làm dứt mất huệ căn huệ mạng của chúng sanh, cũng gọi phiền não này là giặc cướp. Vì cướp mất các pháp lành của chúng sanh, cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh. Vì lôi cuốn chúng sanh vào trong bể khổ sanh tử, cũng gọi phiền não này là xiềng xích. Vì ràng buộc chúng sanh trong ngục sanh tử không khi nào ra khỏi, cứ phải quanh quẩn mãi trong sáu nẻo bốn loài, gây nghiệp ác vô cùng chịu quả khổ không ngớt.
thế mới biết những quả quán ấy đều do phiền não mà ra. Cho nên ngày nay dần tâm tăng thượng cầu xin sám hối. Từ vô thị đến nay chúng con hoạch chịu quả bao trong sáu đường. Hễ có tâm thức thường ôm mối ngu hoặc đầy dây tâm can, hoặc nhân mầm tam độc tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tam lậu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tam khổ tạo nên tất cả tội, hoặc duyên tam đạo tạo ra tất cả tội, hoặc tham tam hữu tạo nên tất cả tội. Những tội như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả bốn loài chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn đều xin sám hối tất cả. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhân lại, hoặc nhân bốn trụ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn lưu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn thủ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn chấp tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn duyên tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn đại tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn món phước tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn tham tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn sinh tạo nên tất cả tội. Những tội như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn đều xin sám hối tất cả. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhận lại, hoặc nhân năm món trụ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm món cái tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm món sang tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm món kiến tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm tâm tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay tỏa bài cầu xin sám hối tất cả. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhận lại, hoặc nhân sau căn tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sau thức tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu tưởng tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu thủ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu hành tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu ái tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu nghi tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn tỏ bày cầu xin sám hối tất cả. Lại nữa, chúng con từ vô thị lại đây, hoặc nhân bảy món lậu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bảy món sự tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tám món đạo
tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tam môn cấu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tâm khổ tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay tỏa bài cầu xin sám hối tất cả. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhận lại, hoặc nhân chính não tạo nên tất cả tội, hoặc nhân chính kết tạo nên tất cả tội, hoặc nhân chính duyên tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười phiền não tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười triền tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười một biến sự tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười hai nhập tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười sáu tri kiến tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười tam giới tạo nên tất cả tội, hoặc nhân hai mươi lăm ngã tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu mươi hai kiến tạo nên tất cả tội, hoặc nhân chín mươi tám sự một trăm tám phiền não của kiến hoặc tư hoặc. Ngày đêm bập bùng mở cửa hữu lậu gây nên tất cả tội, não loạn thánh hiền và bốn loài chúng sanh đầy dãy ba còi tràn khắp sáu đường, không còn chỗ trốn tránh. Ngày nay hết lòng cầu khẩn hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp thanh chúng hổ thẹn giải bài đều xin sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não ba độc, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp được ba thứ trí huệ, ba món sáng tỏ diệt được ba khổ, đầy đủ ba nguyện. Lại nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não vì bốn món thức, chúng con đời đời kiếp kiếp được mở rộng bốn tâm bình đẳng, lập bốn tính nghiệp, diệt bốn đường ác được bốn vô úy. Nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não vì năm món cài, chúng con đời đời kiếp kiếp qua khỏi được năm đường vững được năm căn, năm thứ tịnh nhàn, thành tựu năm phần pháp thân. Lại nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não của sáu thù, chúng con đời đời kiếp kiếp được đầy đủ sáu món thần thông, sáu phép lục đồ, không bị sáu trần mê hoặc, thường làm được sáu diệu hành. Lại nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì bãi lậu tam câu chinh kết mười triền, chúng con đời đời kiếp kiếp được ngồi trên hoa thất tình, được tâm nước bát dài đủ trí cửu đoạn, thành tựu hạnh thập địa. Lại nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì mười một biến sự, mười hai nhập, mười tám giới, chúng con đời đời kiếp kiếp được hiểu mười một món không,
tâm thường nương những món không ấy. Tự tại chuyện nói mười hai hành pháp luân, đầy đủ mười tám món bất cộng pháp vô lượng công đức đều viên mãn. Phát nguyện xong chỉ tâm kính lễ chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Sa Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Hống Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Thank you.
bi đậu tràng thủy xâm pháp. Lại nữa đảnh lễ chư Phật rồi kể lại sám hối. Phép sám hối chính là sửa đổi sự lầm lỗi đã qua. Việc ác làm lành người đời ai không lỗi, như bậc hữu học lỡ mất chánh niệm còn bị phiền não nổi lên. Bực la hạng có lúc kết tập phát khởi, cũng còn phạm phải những nghiệp thân khẩu ý. Huống kẻ phàm phu sao khỏi tội lỗi. Những người có tri biết trước liền ăn năn đổi lỗi. Còn kẻ ngu si vô diễm nên tội thêm tràn đầy, chắc chưa lâu ngày không biết khi nào tỏ ngộ. Nếu biết hổ thẹn giải bài sám hối, không những giết được tội lỗi còn thêm vô lượng công đức, gây dựng quả vị niết bàn di diệu của Như Lai. Muốn thực hành phép sám hối, trước hết thân phải nghiêm trang tài chính. Chiêm ngưỡng tôn tượng tâm phải khởi ý cung kinh theo phép quán tường. Hết lòng cầu khẩn để tâm suy nghĩ hai điều. Thứ nhất phải nghĩ thân mệnh khó giữ thương, còn một khi tan nát không biết bao giờ lấy được. Nếu không gặp chư Phật cùng các bậc hiền thanh, lại gặp phải bản ác tạo thêm nhiều tội nghiệp, sẽ bị đọa lạc chốn hiểm hang sâu. Thứ hai phải tự nghĩ ngày nay ta tuy gặp chánh pháp Như Lai, lại không biết gì Phật pháp nói dội giống thành. Tẩy sạch ba nghiệp thân khẩu ý để cư xử theo thiện pháp, lại riêng làm việc ác. Cố ý che đậy nói người khác không biết, kẻ kia không thấy. Vô kinh trong lòng ngạn nhiên không hổ thẹn. Như thế thật là một điều hết sức ngu hoặc trong thiên hà. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cùng các vị thiên thần, lúc nào lại không dùng thiên nhãn thanh tình mà soi hay hết những tội ác của ta gây tạo. Và lại các thần linh ở chốn u minh ghi chép tội phúc không sai một mãi may nào. Nói đến những người đã làm nên tội lỗi, sau khi chết rồi bị ngục tốt đầu trâu, thâu bắt thần hồn đem nạp trước mặt Diêm Vương, để tra xét điều phải trái. Bây giờ tất cả kẻ oán cừu đang làm chứng nói, người trước kia mổ ta giết
ta, nấu hầm rang nướng ta. Hoặc nói trước kia ngươi cướp bóc lấy hết tiền bạc ta, ly gian quyến thuộc ta. Ngày nay ta mới có dịp ở trước ngươi làm chứng cớ rõ ràng. Đâu còn dâu diễm chỉ đành cam chịu những tội lỗi trước. Trong kinh nói rõ, ở địa ngục không bao giờ xử oan. Người nào ngày thường gây những tội gì, tuy đã quên mất nhưng đến khi chết rồi, cả hình tượng ấy do các nghiệp ác độc tạo nên từ trước đều hiện ra. Nói xưa kia ngươi ở bên ta tạo những tội ác như thế, nay làm sao du diễm được? Lúc đó tội nhân không còn chỗ nào che đậy. Ngay lúc ấy Diêm Vương nghiến răng quở trách rồi cho vào địa ngục. Trải qua vô lượng kiếp chẳng hồng thoát khỏi. Việc đó chẳng phải xa lạ mà cũng không quan hệ gì với người. Chính tự mình tạo tự mình phải chịu. Dầu chỉ thân như cha con một khi quả bao đối đầu cũng không thay thế cho nhau được. Vậy nay chúng ta cùng được làm thân người khỏe mạnh, không bệnh tật nên gắng sức tu hành tranh đua cùng thỏ mang. Khi đại nạn xảy đến hối hận không kịp, bởi thế chúng con dốc lòng cầu xin sám hối tất cả. Từ vô thị đến nay chúng con bị vô minh che khuất tâm trí, vô phiền não tạo các nghiệp ác trong ba đời. Hoặc sai đắm dục lạc sinh ra phiền não ham muốn, hoặc giận dữ bực tức sinh ra phiền não hãm hại. Hoặc tâm trí tối tâm sinh ra phiền não không hiểu rõ, hoặc ngã mạng tự cao sinh ra phiền não ngáo nghề. Hoặc nghi ngờ chánh đạo sinh ra phiền não do dự, hoặc bác không nhân không quả sinh ra phiền não tà kiên. Hoặc không biết thân cảnh do nhân duyên giả hợp sanh ra phiền não chấp ngã. Hoặc mê lầm trong ba đời sanh ra phiền não chấp thường chấp đoàn. Hoặc gần gũi tà pháp sanh ra phiền não kiến thủ, hoặc theo lầm tà sư sinh ra phiền não giới thù, cho đến do tất cả bốn môn chấp thành ra phiền não chấp trước sai lầm. Ngày nay chia thành đều xin sám hối, lại từ vô thị đến nay bởi có tính bo bo lẫn tiết. Sinh ra phiền não kéo bần bởi không thâu nhiếp sáu căn, sinh ra phiền não buông lung
bởi để tâm làm những việc xấu xa ác độc sanh ra phiền não bất nhân. Bởi biến nhát trễ nải sanh ra phiền não không siêng năng, bởi hay ngờ giật lo nghĩ bông lông sinh ra phiền não giác quan. Bởi xúc cảnh mê hoặc sinh ra phiền não không hiểu biết, bởi theo tam thoái sâu ở đời sanh ra phiền não nhân ngã. Bởi vui trả khen trước mặt chê sau lưng, sinh ra phiền não tâm không ngay thẳng. Bởi thô cưng khó giải sanh ra phiền não không điều hòa, bởi dễ giận khó vui sinh ra phiền não uất hận. Bởi hay ghen ghét đâm thọc sanh ra phiền não hung dữ, bởi hung bạo độc hại sanh ra phiền não tâm thâm độc. Bởi trai với thánh đạo sanh ra phiền não chấp tương, bởi không biết pháp tư đế khổ tập diệt đạo sanh ra phiền não điên đạo. Bởi cứ theo chiều sinh tử không diệt được mười hai nhân duyên, sanh ra phiền não luân chuyển cho đến do vô minh trụ địa từ vô thị khởi ra hằng xa phiền não. Khởi tứ trụ địa gây thành khổ quả trong ba cõi, khổ quả phiền não vô lượng vô biên. Não loạn hiền thanh bốn loài chúng sanh trong sáu nẻo, ngày nay giải bài trước mười phương chư Phật. Tôn pháp thanh chúng đều xin sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức đã sám hối những phiền não tham sân si do ý nghiệp khởi ra, đời đời kiếp kiếp bẻ tràn kiêu mạn khô nước ái dục, tắt lửa sân hận pha tối ngu si, nhổ gốc nghi hoặc xe lưới tà kiến biết rõ ba cõi là như ngục tù, tứ đại như rắn độc ngủ ấm như kẻ thù lục nhấp rộng không. Vui trá thân thiện xuyên tu tam môn thánh đạo, dứt nguồn vô minh nhắm thẳng niết bàn không hề dừng nghỉ. Luôn luôn để tâm làm theo ba mươi bảy phẩm trở đạo cùng mười phép ba la mật, thường được hiển tiền. Sám hối phát nguyện rồi hết lòng tin tưởng kinh lễ thường trụ tam bảo, từ bi đạo tràng thủy sám pháp quyển trung. Tất cả chư Phật vì thương xót chúng sanh mới nói pháp đạo tràng thủy sám. Ngày nay chúng con xin kinh lễ chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Tự Tài Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Thánh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Sa Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Hống Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Đến nay thân tâm chúng con được yên tình, trong không bị phiền não dối gạt, ngoài không bị chướng nạn ngăn trở. Chính là lúc sinh thiện diệt ác, lại phải thực hành bốn món quán hành để làm phương tiện dứt tội. Bốn môn quán hạnh là quan sát nhân duyên, quan sát quả báo, quan sát thân mình, quan sát thân Như Lai. Thứ nhất, quan sát nhân duyên, biết mình có tội do vô minh suy nghĩ sằng bậy, không sức chính hoàn, không biết tội lỗi xa lìa bản tốt, xa lìa chư Phật Bồ Tát, theo dõi đường mà lối hiểm như cá nuốt câu, không biết
tay hòa. Như tâm làm kén tử ràng buốt mình, như con thiếu thân đâm đầu vào lửa. Tự thiêu đốt mình do nhân duyên ấy không thể giải thoát. Thứ hai, quan sát quả báo vì những ác nghiệp nên phải luân chuyển mãi trong ba đời. Chịu quả khổ vô cùng chìm đắm trong đêm dài biển lớn, bị lũ quỷ la sát phiền não ăn thịt sự sinh tử sau này mang mênh mang không bờ bên. Dù cho phúc báo được làm đến bậc chuyển luân thánh vương thống trị bốn châu thiên hà, bay đi tự tại đủ các thất bào, sau khi chết cũng không khỏi đường ác. Dầu được hưởng quả bao tử không thiên cao nhất trong ba cõi, khi phúc bao hết rồi còn phải trở lại làm trùng trong yếm trâu, hương những kẻ không phúc đức gì lại giải đãi không siêng năng sám hối. Thế chẳng khác chỉ ôm đã gieo mình xuống vực sâu, khó mong ra khỏi. Thứ ba, quan sát thân ta, tuy có chánh nhân giác tánh, nhưng bị phiền não hắc ám che lấp, không có sức liệu nhân, thành ra bản tính vốn sáng suốt kia không tỏ rõ được. Ngày nay cần phải phát tâm thù thân, phá tan màn vô minh, dẹp hết chướng ngại điên đạo, diệt trừ nguyên nhân hư ngụy của sanh tử, làm sáng tỏ trí huệ sáng suốt của Như Lai, đặng gây dựng quả niết bàn vô thượng. Thứ tư, quan sát thân Như Lai, vô vi tịch chiếu, xa bốn cầu bạc trăm lỗi, đầy đủ các đức trạm nhiên thường trú. Dầu phương tiện vào giết đổ, nhưng lòng từ bi cứu vớt chúng sanh không hề tám nghi. Khởi tâm quan sát như thế tức là bến lành để giết tội, là hạnh cốt yêu để trừ nghiệp chướng. Vì vậy ngày nay chỉ thành cầu xin sám hối. Lại từ vô thị đến nay, chúng con nuôi thêm phiền não ngày càng sâu dày càng nảy nở, che đậy tuệ nhãn không thấy được lẽ chân nguy, dứt trừ mọi việc lành không cho nối tiếp nhau. Khởi phiền não làm trở ngại không được thấy Phật, không nghe chánh pháp không gặp thánh tăng. Khởi phiền não làm trở ngại không thấy được nghiệp lành nghiệp dữ trong đời quá khứ hiện tại, vị lai và pháp xuất ly. Khởi phiền não làm trở ngại không được địa vị tôn quý ở cõi trời cõi người.
khởi phiền não làm trở ngại không được sinh vào cõi sắc, cõi vô sắc để hưởng phước báo yên vui thiền định. Khởi phiền não làm trở ngại không được phép thần thông tự tại bái đi ẩn hiện đến khắp các cõi Phật. Trong mười phương để nghe Pháp. Khởi phiền não làm trở ngại không học được phép quan đêm hơi thở để tâm khỏi tán loạn. Phép quán về bất tỉnh để ngăn ngừa tâm ham muốn. Phép quán về nhân duyên để dứt bỏ tâm si mê. Khởi phiền não làm trở ngại không học được phép noãn đánh nhận để nhất bài phép phương tiền. Khởi phiền não làm trở ngại không học được những phép từ bi hỷ xa văn tư tu. Khởi phiền não làm trở ngại sự hiểu biết về quán hạnh của ba món không bình đẳng trung đạo. Khởi phiền não làm trở ngại không học những phẩm trở đạo niệm xứ chánh cần căn lực và như ý túc. Khởi phiền não làm trở ngại không học đạo bát chánh chỉ rõ về phần tương. Khởi phiền não làm trở ngại sự học đạo thất giác chi không chỉ về hình tướng. Khởi phiền não làm trở ngại không học đạo bát giải thoát cửu không định. Khởi phiền não làm trở ngại sự học các phép thập tri tam tam mũi. Khởi phiền não làm trở ngại sự học những phép tam minh lục thông tứ vô ngại. Khởi phiền não làm trở ngại sự học những phép lục độ tứ đằng. Khởi phiền não làm trở ngại sự học phép tư nhiếp để giao qua khắp chúng sanh. Khởi phiền não làm trở ngại sự học bốn hoằng thể của đại thừa tâm. Khởi phiền não làm trở ngại sự học những phép thập minh thập hạnh. Khởi phiền não làm trở ngại sự học phép thập hồi hương thập nguyện. Khởi phiền não làm trở ngại sự học minh dạy của các ngôi sơ địa nhị địa tam địa tứ địa. Khởi phiền não làm trở ngại sự học những điều tri kiến của các ngôi ngũ địa lục địa thất địa. Khởi phiền não làm trở ngại sự học phép sông chiếu của các ngôi bát địa cửu địa thập địa. Khởi phiền não làm trở ngại sự học những hành tu trong trăm vạn á tăng kỳ kiếp. Những chướng ngại sự tu hành ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con hết lòng thành khẩn hướng lên mười phương chư Phật tôn pháp thanh chung. Hết sức hổ thẹn cầu xin sám hối nguyện đều dứt sạch.
nguyện nhờ công đức sám hối tất cả các phiền não làm trở ngại sự tu hành. Chúng con được thọ sanh tử tài khắp nơi khắp chung, muốn ở được ở không bị nghiệp cảm chất chưa xoay chuyển. Lại còn dùng phép thần thông như ý trong khoảnh khắc đã giáo khắp mười phương, vừa trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật, vừa nhiếp qua tất cả chúng sanh. Những cảnh giới thiền định rất cao thâm, cùng những sự thấy biết của chư Phật, chúng con nguyện hiểu thấu một cách vô ngại. Tâm thường bao quát tất cả các pháp tự tài, diễn nói không bị nhiễm trước. Tâm được tự tại pháp tự tại phương tiện tự tại, khiến những phiền não ngu dốt kết tập lâu đời đều được dứt hẳn không còn tiếp nối. Để chứng được đạo thanh vô lậu sang chói như mặt trời, phát nguyện rồi xin đem cả thân mạng kinh lễ chư Phật. Đảnh lễ chư Phật rồi cái đến sám hối, chúng con đã lược xăm những phiền não chướng, giờ xin theo thứ lớp sám hối những nghiệp chướng, nghiệp lực tu bồi các nẻo bất cứ chỗ nào cũng bị đắm nhiệm, không chịu suy nghĩ để mong cầu giải thoát. Bởi vậy nên ba quả báo trong sáu đường không đồng nhau, hình thể mỗi loài một khác, thế mới biết đó do nghiệp lực gây ra. Trong mười lực của Phật, nghiệp lực sâu thẳm hơn hết. Kẻ phàm phu phận nhiều hay sinh lòng nghi hoặc, vì thấy ở đời người làm lành lấy gặp nhiều trắc trở, kẻ làm ác mà được mọi sự an hòa, mới cho rằng giết lành giữ không có phần mình. Người chấp như thế bởi không đạt thấu lý sâu xa nghiệp bao. Kinh nói có ba thứ nghiệp bao, một là hiện bao, hay là sinh báo, ba là hậu báo. Hiện báo tức là trong đời này làm việc thiện ác thì ngay thân này chịu quả báo. Sinh báo tức là trong đời này làm việc thiện ác đời sau mới chịu quả báo. Hậu bao tức là trong vô lượng kiếp về quá khứ đã làm việc thiện ác, đến đời này hoặc vô lượng kiếp về sau mới chịu quả bao. Còn người bây giờ làm ác mà gặp may mắn, bởi do những nghiệp lành sinh báo hậu báo đã thuần thục trong kiếp quá khứ, nên mới hưởng quả tốt đẹp như thế. Không phải trong đời này làm ác mà được quả báo tốt, những người bây giờ làm lành lại bị khổ sở,
do những nghiệp ác sinh báo hậu bao đã thuần thục trong kiếp quá khứ, nên những mầm thiền ngày nay sức yếu không thể ngăn dẹp những nghiệp ác ấy, nên phải chịu quả khổ. Đâu phải trong đời này làm lành mà chịu ác bao, lại thấy trong đời những kẻ làm lành được người khen ngợi kính trọng, nên biết ngày sau ắt được hưởng quả vui sướng. Chúng ta về quá khứ đã có những nghiệp ác như thế, nên chư Phật Bồ Tát dạy phải gần gũi bán lành cùng làm phép sám hối. Gặp được bậc thiện tri thức là điều lợi lớn cho sự tu hành đắc đạo. Vì thế ngày nay chúng con xin chí thành quy y Phật. Lại từ vô thị đến nay chúng con chất chữa nghiệp ác nhiều như các sông Hằng, gây tội lỗi đầy cả đại địa. Hết bỏ thân này lại thọ thân khác, không hay không biết hoặc phạm tội ngũ nghịch sâu dày, trói buộc nặng nề gây nên tội vô gian, hoặc gây nên tội xiển đề thành nghiệp bỏ mất căn lành, khinh chế lời Phật dạy thành nghiệp bán bổ kinh điển đại thừa, phá diệt tam bảo thành nghiệp quỷ hoại chân pháp, khinh không tin tội phước thành nghiệp thập ác, hiểu lầm chân lý làm trái chân pháp thành nghiệp si mê, bất hiếu cha mẹ thành nghiệp ngang trái, khinh mạng sư trưởng thành nghiệp không kính lệ, thất tình bạn bè thành nghiệp bất nghĩa, phạm tội tứ trọng bát trọng thành nghiệp làm trở ngại thánh đạo. Quỷ phạm năm điều răn cấm thành nghiệp phá giới bát quan trai, phạm ngũ thiên thất trụ thành nghiệp nhiều phạm giới, phạm giới ưu bà tắc thành nghiệp khinh trọng cấu, hoặc gây ra nghiệp thọ giới Bồ Tát mà không được thanh tịnh. Như thuyết tu hành hoặc gây ra nghiệp trước khi thọ giới, sau khi thọ giới làm nhiễm ô phạm hành. Mỗi tháng không ăn chay sáu ngày thành nghiệp giải đài, mỗi năm không ăn chay luôn ba tháng thành nghiệp tu không thường. Không giữ gìn ba nghìn oai nghi thành nghiệp không đúng với pháp, không giữ gìn tám giảng luật nghi thành nghiệp di tế tội, hoặc gây ra nghiệp không tu thân giới tâm tuệ, hoặc gây nên nghiệp tâm ngày dưỡng xuân thu tạo các tội lỗi, hoặc gây nên nghiệp làm mười sáu môn ác luật nghi, hoặc gây nên nghiệp đối với chúng sanh không lòng thương xót, gây nên nghiệp không lân mận không cứu giúp ôm lòng đố kỵ thành ra nghiệp không cứu độ mọi loài.
còn có chỗ oan thân, thành ra nghiệp không bình đẳng. Sai đâm ngũ dục, thành ra nghiệp không nhàm lìa. Hoặc vì côn áo vườn rừng áo hồ, thành ra nghiệp phóng đảng dâm vật. Hoặc vì tuổi trẻ phong túng dục tình, tạo các tội lỗi. Hoặc tạo nghiệp lành hữu lậu, để hồi hướng cầu sinh trong ba cõi. Thành nghiệp ngăn ngại pháp xuất thế, những tội lỗi ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp thanh chúng xin giải bài sám hối tất cả. Nhờ phúc lành sám hối các tội lỗi vô minh, ác nghiệp dứt sạch, được sinh phúc lành. Nguyện chúng con đời đời kiếp kiếp diệt được tội ngũ nghịch, trừ hoặc nghiệp xiển đề, tất cả nghiệp ác vừa nắng vừa nhẹ. Từ nay trở đi đến khi thành Phật, thầy không dám phàm. Chúng con nguyện thường chăm lo tu tập những thiện pháp xuất thế, thanh tịnh chuyên trì giới luật tinh nghiêm, giữ gìn oai nghi như người qua biển mênh tiết phao nổi. Những pháp lục độ tứ đẳng tâm thường, nếu trước cả muôn hành, những phẩm giới định huệ càng thêm sáng tỏ. Mau thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô uy, 3 niệm đại bi diệu trí thường lạc, 8 món tự tài của Đức Như Lai. Chúng con nguyện quy y chư Phật, xin rủ lòng từ bi hộ niệm cho. Trước chúng con đã sám hối chung cả các nghiệp, nay lại xin theo thứ lớp sám hối riêng từng tội một. Những tội lỗi ấy hoặc chung, tội do ba nghiệp gây ra, hoặc riêng tội do một trong sáu căn gây ra, hoặc to tội do thân gây ra, hoặc nhỏ tội do ý gây ra, hoặc nhẹ tội do vô tâm gây ra, hoặc nặng tội do sự cố ý gây ra, hoặc nói thứ tội ai cũng biết hoặc không. Tội do một mình làm, một mình biết. Có từng phẩm loại chúng con nguyện đều dứt hết, sám hối riêng từng tội. Trước sám hối ba nghiệp của thân, sau sám hối bốn nghiệp của miệng, còn lại những nghiệp chướng khác lần lượt xin cúi đầu sám hối tất cả. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm sâu rất nhiễm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng chuyên trì tông. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiễm màu, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng thủy sám pháp quyền trung, lại nữa ba nghiệp của thân thứ nhất là nghiệp giết hại. Như kinh đã nói dung thứ kẻ khác như dung thứ mình, chớ giết chớ đánh tuy loại cầm thú cũng biết bảo tồn thân mạng sợ chết như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các chúng sanh từ vô thị lại, hoặc đã là cha mẹ anh em, hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo nên phải luân hồi sáu nẻo, ra vào đường sanh tử thay hình đổi dạng, không còn nhận biết lẫn nhau. Nay chúng ta đang tâm giết hại ăn thịt như thế, rất tổn hại lòng từ bi. Vì thế Phật dạy, giả sử được ăn các món rau quả, còn tưởng như trong đời đói khát, phải ăn thịt con, huống là ăn cá thịt. Phật lại dạy, vì lợi giết chúng sanh lấy tiền mua thịt cá, cả hai đều là ác nghiệp, sau chết đọa vào địa ngục rên xiết. Vì thế nên biết giết hại loài vật và lấy thịt ăn tội sâu như biển, nặng như gò núi sông. Từ vô thì đến nay chúng con vì không được bản lành nên mới tạo những nghiệp ấy. Kinh dạy tội giết hại thường làm chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ chịu khổ bao. Nếu đầu thai trong loài súc sanh phải chịu làm thân hùm beo cho soi Bồ Tát, hoặc làm thân rắn độc rết độc ôm lòng hiểm ác, hoặc làm thân hưu nai thỏ beo luôn luôn sợ hãi. Nếu được làm người mắc phải hai thứ quả bao, một là nhiều bình, hai là chết yêu. Sự giết hại loài vật ăn thịt đã gây biết bao ác báo như thế. Ngày nay chúng con chỉ thành cầu xin sám hối, lại từ vô thủy đến nay khi có tâm thức này, thường ôm lòng thâm độc không giả xót thương, hoặc vì tham lam mà giết
hoặc vì giận dữ si mê khinh mạng mà giết, hoặc dùng phương tiện độc ác mà giết, hoặc thầy giết, nguyền giết, dùng phù chú giết, vân vân. Hoặc phá hồ thao nước, thiệu độc núi rừng, săn bắn chài lưới, hoặc nhân khi gió phóng lừa, hoặc thả chim săn cho, săn làm não hại tất cả mọi loài. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc dùng cạm bẫy hầm hố câu liêm kích, cung nọ bắn giết những loài chim bay thú chài. Hoặc dùng lưới rập thả câu để đốm bắt những loài dưới nước, làm cho tất cả những giống ở nước như cá ba ba, trạch dột, ốc tôm hên, ở mặt đất, ở trên không, chẳng còn chỗ nào trốn núp. Hoặc nuôi gà heo trâu dê cho ngỗng vịt, để tự mình giết ăn, hoặc mượn người làm thịt, khiến tiếng kêu thương của chúng chưa dứt mà lòng canh đã rã rời. Mai vậy đã tan nát đầu một nơi, thân một ngà, xương thịt tiêu tan lột xẻ mổ cắt đốt thui nâu nướng, đau đớn biết dường nào. Than ôi, ỷ sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt, chỉ sướng miệng một lúc được chút vị ngon, bất quá vì ba tấc lưỡi mà phải mang lấy tội bao kiếp kiếp đời đời. Những tội ác như thế ngày nay, chúng con xin chỉ thành sám hối tất cả. Lại từ vô thị đến nay, hoặc khởi binh đánh nhau, giao tranh nơi biên trường, hai bên giáp mặt giết hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết, hoặc sai người giết, hoặc nghe ai giết sanh tâm vui mừng, hoặc tập làm nghề mổ heo bò đi làm thịt mương, sẽ nấu thân mạng loại vật gây nhiều việc bất nhân, hoặc giận dữ khoa mát múa dao, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hô, hoặc nhẫn chìm dưới nước, hoặc lấp hang phá ổ, hoặc lấy đất đã ngăn lấp, hoặc dùng xe ngựa lăn cán dài đạp tất cả chúng sanh. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin giải bài sám hối tất cả. Lại từ vô thị đến nay, hoặc phá thai đập trứng, dùng trùng độc thuốc độc giết hại chúng sanh, hoặc khai khẩn đất cát trồng cây vườn ruộng, nuôi tầm ươm keng giết hại càng nhiều, hoặc đập đuổi rồi mũi nhằn cắn chi rần, hoặc đốt rác dơ bẩn khai tháo ngoài rảnh giết hại loài vật, hoặc ăn trái cây, dùng thóc gạo rau dưa phải giết càng chúng sanh, hoặc đốt củi thấp đèn đuốc thiêu chết các loài côn trùng,
hoặc lấy tương dâm không khuấy động trên mặt, hoặc đổ nước sôi làm chết sâu kiên. Cho đến những khi đi đứng nằm ngồi cũng thường giết hại chúng sanh nhỏ nhất, bay trên không bám dưới đất. Bởi phàm phu tâm thức tối tâm không hay biết mới phạm phải các tội. Ngày nay đều xin giải bài sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, đôi với chúng sanh hoặc dùng roi gầy, gông xiềng hoặc dùng kềm kẹp tra khảo, đánh vật thôi đạp, lấy dây trói buộc giam cầm, tuyệt hẳn cơm nước dùng những cách độc ác làm khổ não chúng sanh. Ngày nay chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thanh chúng cầu xin sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội giết hại ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân hình bền chắc như kim cương, sống lâu vô cùng xa lìa oan ghét, không còn nghĩ đến những việc giết hại. Đối với chúng sinh coi như con một, nếu thấy bị tai nạn nguy cấp thì trước tùy phương tiện giải cứu, không lần tiếc thân mạng rồi sao mới đem chánh pháp nhiễm màu nói cho. Khiến chúng sanh thấy hình thấy bóng đều được an vui, nghe tên nghe tiếng liền hết sợ hãi. Vì thế ngày nay chúng con xin cúi đầu quy y theo Phật, đảnh lễ chư Phật rồi kê đến sám hồi nghiệp trộm cướp. Trong kinh nói vật của người khác thì người đó giữ, dầu một lá rau cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cướp. Nhưng vì chúng sanh chỉ thấy lợi trước mắt nên lấy một cách trái đạo, đến nỗi sau này phải chịu tai ương. Bởi vậy kinh nói tội trộm cướp làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục ngã quỷ chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai trong đường súc sanh phải chịu làm thân trâu ngựa lừa lát đà vân vân, đem thân máu thịt của mình trả nợ kiếp trước cho người, nếu được làm người phải chịu làm thân tôi mọi kẻ khác, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ bữa, bần cùng khốn khổ lẽ sống của con người hầu như không còn gì nữa. Sự trộm cướp đã có khổ bao như thế, ngày nay chúng con chỉ thành cầu xin sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc trộm tiền tài bảo vật kẻ khác, hoặc cầm dao cưỡng đoạt, hoặc tự mình xông đến bức người lấy của, hoặc ý quyền nương vào thế lực dùng kim to kẹp lớn ép chế oan người lương thiện, hoặc thâu tiền đúc lót
của bọn gian, đánh khảo người ngay, buộc cho là tà vậy. Vì những nguyên nhân ấy khiến họ xa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của kẻ dưới để dùng túng họ làm bầy, hoặc lấy của công làm lợi riêng, lấy của riêng làm việc công, làm tổn hại người kia để đem lợi cho người này, làm tổn hại người này để đem lợi cho người kia, lấy bớt của kẻ khác để làm lợi cho mình. Miệng hay nói bô thí mà tâm thì bỏn sèn, ăn cắp thuế ruộng thuế chợ, trốn thuế đò ai, bớt của công để dùng vào việc riêng, dấu sưu dịch để sai làm việc mình. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc những vật của Phật Pháp Tăng không cho mà lấy, hoặc vật thuộc về kinh tường, hoặc vật dùng để cất chùa xây tháp, hoặc vật dùng để cúng dường thường trụ tăng hay chư tăng tại chùa, hoặc trộm cắp lấy lầm cậy thế không trả lại, hoặc tự mình vay mượn, hoặc cho người khác vay mượn, hoặc đổi chác vay mượn mà quên sót, hoặc đem của tam bảo dùng không phải chỗ, tiêu pha lãng phí, hoặc lấy những vật như thóc gạo củi rác muối đậu tương giấm rau dưa hoa quả, tiền vải tre gỗ lụa là phan lộng hương hoa dầu đèn, tùy mình mặc ý tự mình lấy dùng, hay cho người khác dùng, hoặc trích hoa quả cúng Phật, hay dùng đồ vật chúng tăng, hoặc lấy của tam bảo làm của riêng mình. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn đều xin sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc chỗ bạn bè qua lại, sư tăng đồng học hay cha mẹ anh em, bà con quyến thuộc cùng ở chung nhau, mà trăm món cần dùng lừa dối gạt gẫm nhau, hoặc đối xóm giềng gần gũi dời rào xê tường xâm lấn nhà đất người khác, đổi móc thai nêu cướp giật tiền của bao chiếm ruộng vườn, mượn tiếng việc công để làm lợi riêng, sang đoạt hàng quán rẫy bay của người. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc đánh phá thành ấp, đốt làng phá dầu, buôn bán lượng dân dụ dỗ tôi tớ của người, hoặc áp chế oan những kẻ vô tội, hoặc bị đâm chém máu rơi thịt nát, thân bị đày ai gia sản tan nát, cốt nhục chia lìa mỗi người một còi, sống chết cách tuyệt. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay đều xin sám hối tất cả.
lại từ vô thị đến nay luôn buôn bán hàng hóa lập quan đổi chát đồ vật dùng cân non đấu nhỏ giảm bớt thước tất xen lẫn phân thù lường gạt từng ly đem của xấu đổi của tốt đem thư ngắn đổi thư dài giả dối trăm chiều để mong cầu chút lời những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối tất cả lại từ vô thị đến nay hoặc khoét vách đào tường chặn đường cướp đoạt hoặc trốn nở xen bớt tài vật hoặc phụ tình trái hèn ngoài mắt lừa dối trong lòng mưu toan hoặc cướp giật trái đầu đồ vật của quỷ thần cầm thú chúng sanh hoặc mượn cớ coi quẻ coi tương để gạt lấy tài sản của người như thế cho đến đem lợi cầu lời cầu cách vô đạo cầu cách tham lam không biết chán không biết đủ những tội như thế vô lượng vô biên không thể nói hết ngày nay chúng con chi thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thanh chúng đều xin sám hối tất cả nguyện do công đức sám hối những tội trộm cướp chúng con đời đời kiếp kiếp được ngọc như ý thường xuất sinh bãi món trân bào y phục cực đẹp đồ ăn đủ vị đủ các thứ thuốc men tùy y muốn vật chi tức liền có vật ấy lại nguyện cho tất cả chúng sanh không ai còn tưởng đến sự trộm cướp ha ít ham muốn biết vừa đủ không đâm nhiễm thường vui lòng bố thí thực hành đạo cứu tế bỏ đầu mắt tủy não như đã bỏ đồm dài để mong thành tựu bố thí ba la mật kể đến chúng con xin sám hối tội tham ấy trong kinh nói chỉ vì tham dục nên bị giam hãm trong ngục si mê chìm đắm trong dòng sanh tử không biết ngõ ra chúng sanh vì sai đắm ngũ dục nên từ xưa tới nay bị lưu chuyển mãi trong đường sanh tử gia cư lấy xương tất cả chúng sanh trong muôn ngàn kiếp chất đóng lại thì bằng núi Tỳ Phu La ở thành Dương Xa sữa mẹ cho bú nhiều như nước bốn biển mau quyết trong mình chảy ra còn hơn thế nữa nước mắt cha mẹ anh em bà con quyến thuộc thương khóc khi lâm chung cũng nhiều như nước bốn biển vì thế nên nói còn tham ái thì còn sanh tử hết tham ái thì sanh tử diệt thế mới biết tham ái là gốc sanh tử trong kinh nói tội dâm dục hay khiến chúng sanh bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ chịu khổ vô cùng. Nếu ở trong loài súc sinh phải làm chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương,
Nếu sanh trong loài người thì gặp phải vợ hay chồng phú bạc. Bà con toàn với những người trai y, sự dâm dục có quả bao xấu xa như thế. Nên ngày nay chúng con chỉ thành cầu ai sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc quyến rũ thê thiếp chim đoạt vợ con của người, hoặc làm ô nhục ni cô, phá phạm hạnh người khác hiếp bức một cách vô đầu, đem tâm bất chẳng xem ngó lẳng lơ, nói cười bỡn cợt hoặc điểm nhục thanh danh gia tộc của người, hoặc làm nhơ tiếng tốt của người, hoặc làm hạnh bất tình với năm hạng người bán nam bán nữ. Những tội như thế thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chỉ thành sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội dâm dục ấy, đời đời kiếp kiếp được tự nhiên hóa sinh, không do bào thai, được thanh khiết sáng sủa, tướng mạo quang minh sáu căn tỏ rõ, thông minh lanh lợi hiểu rõ ân ấy là cầm xích bó buộc, xét kỹ sáu trận là trò quyển qua, mà quyết định xa lìa cảnh ngũ dục cả, đến trong giấc mộng cũng không nghĩ đến điều bất chánh. Những điều mê hoặc ở trong ở ngoài không thể động tâm, sám hối phát nguyện rồi, chúng con xin đem hết với thân mạng kinh lễ tam bảo. Chúng con trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân, nay xin theo thư lập sám hối bốn nghiệp của miệng. Trong kinh nói rằng những tội nghiệp do miệng gây ra thường làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai vào loài súc sanh phải làm thân chim cu chim mèo, tiếng kêu đáng ghét. Nếu được sinh vào loài người thì hơi miệng hôi thôi, nói không ai tin. Còn trong bà con quyến thuộc thường sai bất hòa, đánh lộn cãi lẫn nghiệp của miệng đã có những ác quả như thế. Nên ngày nay chúng con chỉ thành quy y tam bảo cầu xin sám hối tất cả. Chúng con từ vô thủy đến nay, vì nghiệp ác khẩu nên phải ở trong bốn nẻo sáu loài, tạo nhiều tội lỗi nói năng thô tháo lời lẽ hung bạo ngang tàn, không biết đi tôn ti đối với kẻ thân người sơ, kẻ sang người hèn. Hơi trái ý mình đã nổi giận hờn la mắng, mắng nhiếc quỷ nhục nhiều điều hèn hạ xấu xa ác độc, không chừa điều chi khiến cho người khác ôm hận suốt đời không quên, gây quả kết thù chẳng bao giờ dứt, lại còn oán than trời đất trách móc quỷ thần chê bai các bậc hiền thành, vu oan điếm nhục người lương thiện. Những tội nghiệp do ác khẩu gây ra như thế,
Thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp nói dối tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Trong ý mong cầu danh dự, lợi dường dâu diễm tình thật, vui trá đủ điều trong tâm mê mùi. Ngoài mắt gian dài chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Biết nói không biết, không biết nói biết. Làm nói không làm, không làm nói làm. Khi miệt thánh hiền lường đạo dối hoặc người đời. Đến như cha con vua tôi họ hàng bè bạn, mà nói năng gì cũng không khi nào thành thật. Khiến người khác lầm nghe mình đến nỗi phải tan nhà mất nước. Lại còn giả trò yêu thuật thường tự khen mình, khoe mình đã chứng tới bậc tứ thiền. Tứ vô sắc định a na bát na, mười sao quán hành chứng bậc tu đà hoàng đến bậc a la hán bích chi phật. Bậc bậc thôi bồ tát và thiên long quỷ thần, thần gió thần đất đều đến bên mình. Lại bài trò là mê hoặc lòng người, để mong cung kinh cúng dân. Bốn món cần dùng, những tội nghiệp do dậm ngữ gây ra như thế. Vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp nói theo dệt tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Dùng âm từ hoa mỹ văn chương bông bảy xuyên tạc sự sai lầm. Trang sức điều trai quay, khéo đặt những bản ca hát hình dung vẻ yêu kiều. Mô tả thoái dâm ô, khiến cho hạng trung lưu hạ lưu động tâm đàn tinh. Sai đắm tửu sắc không thể tự giác, hoặc phong túng tự thù. Không kể lời nghĩ bàn công chanh, dấu người kia là bậc trung thần hiếu từ, hay là chí sĩ hiền nhân. Vẫn cứ làm văn thiêu dệt nên tội, để người đời sau tính cho là thật. Khiến kia phải ôm hận ở dưới cửu tuyền, không biết đâu mà biển bạch. Những tội nghiệp do ý ngữ gây ra như thế, vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp nói hai lưỡi gây ra bao nhiêu tội lỗi. Khen trước mặt chê sau lưng, xảo trá trăm chiều tới người kia nói chuyện người này, tới người này nói chuyện người kia. Chỉ biết lợi mình, không nhìn hại đến kẻ khác. Dèm xiêm để ly gián vua tôi, dù oan quỷ nhục người lương thiện. Để cho vua tôi nghi kỵ nhau, cha con bất hòa nhau, vợ chồng để bỏ nhau.
họ hàng thân thích xa nhau, làm mất ơn thầy trò, dứt đường lui tới bạn bè. Cả đến làm cho hai nước đang giao hảo nhau, phải hủy bỏ minh ước, mất hòa khí, gây sự oán thù, đem binh đánh nhau giết hại trăm họ. Nghiệp nói hai lưỡi gây ra tội lỗi vô lượng vô biên như thế. Ngày nay chúng con chỉ thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thanh, chúng đều xin giải bài cầu ai sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối bốn nghiệp ác khẩu, đời đời kiếp kiếp được đầy đủ tam thứ âm thanh, bốn món biện tài, thường nói những lời hòa hợp lợi ích, giọng nói thanh nhã ai cũng muốn nghe, lại được hiểu rõ ngôn ngữ chúng sanh, nếu có nói chi đều được thích hợp căn cơ, khiến cho ai nghe cũng được tỏ ngộ nhập thánh siêu phàm mở phát huệ nhàn. Sám hối và phát nguyện rồi, xin đem hết thân mạng kinh lễ tam bảo. Trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân, bốn nghiệp ác của miệng, nay xin theo thử lớp sám hối những tội chướng do sao căn gây ra. Chúng con từ vô thị đến nay mắc vì hình sắc ở ngoài làm mê hoặc, ham thích những màu đen vàng đỏ tia xanh, cùng những đồ chơi đồ trang sức quý giá, hoặc thấy tướng mạo đàn ông đàn bà cao thấp trắng đen, cử chỉ yêu kiều diễm lệ, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc tai ham nghe tiếng hay như cũng thường đàn sao, ca hát trò già, hoặc nghe những giọng thanh tao, lời ăn nói tiếng khóc cười của đàn ông đàn bà, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc mũi thích ngửi mùi thơm của gỗ trầm, gỗ chiên đàn, lông não xả hương, hay mùi thơm của cây uất kiềm, cây tô hợp, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc lưỡi ham nếm những vị ngon lành, tươi tốt ngọt bèo, nên phải lấy máu thịt chúng sanh để nuôi thân tứ đại dung, quen thêm cõi khổ, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc thân mình ham muốn sự lòe loẹt, gâm dốc lụa là, tất cả những thứ mượt diệu, y phục đẹp đẽ bằng trân thất, mà phải khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc ý hay loạn tưởng nên gặp đâu cùng trai pháp, bởi sao căn tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên như thế. Ngày nay chúng con chỉ thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thanh chung, đều xin sám hối tất cả. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhãn căn gây ra, chúng con nguyện mắt này thấy suốt cái pháp thân thanh tịnh của mười phương chư Phật Bồ Tát, không bằng sự sai biệt. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhĩ căn gây ra, chúng con nguyện tài này thường được nghe chánh pháp của mười phương chư Phật,
hiền thánh đã nói và thực hành đúng theo giáo pháp ấy. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do tỷ căn gây ra, chúng con nguyện mũi này thường ngửi hương thơm nhập pháp tánh. Ở cõi hương tích xa lìa mùi hôi thối bất tịnh của sanh tử. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thiệt căn gây ra, chúng con nguyện lưỡi này thường ăn món ăn thiền diệt pháp thực, không tham mùi máu thịt của chúng sanh. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thân căn gây ra, chúng con nguyện thân này mặc được áo Như Lai, khoác giáp những nhục nằm giường vô uy, ngồi tòa pháp không. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do ý căn gây ra, chúng con nguyện ý này thành tựu được mười lực, thông suốt được năm minh, xét rõ lý chân không bình đẳng của hai đế, theo trí huệ phương tiện vào được dòng nước pháp tánh, niệm niệm sang suốt phát hiện phép vô sanh nhận của Như Lai. Phát nguyện rồi xin đem cả thân mạng kinh lễ thường trụ tam bảo. Từ bi đạo tràng thủy sam pháp quyển hạ, tất cả chư Phật vì thương xót chúng sanh mới nói phép đạo tràng thủy sam. Ngày nay chúng con xin đem cả thân mạng hướng về hết thảy chư Phật, đảnh lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Trên kia đã sám hối ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, bây giờ chúng con xin sám hối tất cả nghiệp chướng đối với Phật pháp tăng. Trong kinh Phật dạy, thân người khó được Phật pháp, khó nghe chúng tăng, khó gặp tính tâm khó sanh. Sáu căn khó đủ bản tốt, khó gặp ngày nay chúng ta nhờ kiếp trước đã gây tạo nhiều căn lành, nên mới được làm thân người sáu căn đầy đủ lấy gặp bản lành. Được nghe chánh pháp nếu trong lúc này không hết lòng tinh tấn tu hành, ắt sau sẽ bị chìm đắm trong muôn ngàn khổ đau không biết ngày ra khỏi. Bởi thế hôm nay chỉ thành cầu xin sám hối tất cả. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đạo tràng thủy sam pháp quyển hạ, lại nữa chúng con từ vô thị đến nay thường bị vô minh che tâm tánh, phiền não chương ý thức thấy hình tướng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt
chúng tăng tàn hải bản tốc phá pháp quỷ chùa. Thiêu đốt tượng Phật làm hại thân Phật, quắt mình ở nhà đẹp để tượng Phật Bồ Tát. Ở chỗ thấp hèn bẩn thiêu, khói hùng nâng tắp gió thổi mưa chang. Bụi đất dính đầy chim chuột đục khoét quắt, thờ chúng trong phòng ngủ không từng kính lệ. Hoặc ở trần trước tượng Phật không sửa y phục trang nghiêm tài chính. Hoặc che đậy đèn đuốc đóng kinh cửa chùa, che lấp ánh quang minh chỗ Phật. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, đôi với pháp Phật lấy tay bẩn thiểu cầm các quyển kinh hoặc đáng khi đọc tùng. Xen nói lời tục tiểu phi pháp hoặc để kinh trên đầu giường, ngồi đứng không cung kinh. Hoặc để trong gương tráp sâu mọt ăn nát, hoặc cuốn tròn làm cho sổ rớt. Mất nát thứ tự lộn lẫn bộ loài, hoặc lôi kéo dương đức làm rách dây mất chữ. Tự mình không tu tập không chịu lưu truyền, những tội như thế ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại nằm dài nghe kinh, nằm ngửa đọc kinh, hoặc nói cười lớn tiếng, làm rộn người khác nghe pháp hoặc dạy sai lời Phật dạy. Nói khác thanh ý không phải chánh pháp, nói là chánh pháp. Chánh là chánh pháp, nói không phải chánh pháp, chẳng phạm nói phạm. Phạm nói chẳng phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ. Hoặc sao chép kinh sách đoạn trước để đoạn sau, đoạn sau đem để đoạn trước, hoặc đoạn trước đoạn sau đem để vào giữa, hoặc đoạn giữa đem để ra trước sau, hoặc theo dệt lời văn trong kinh Phật để làm sách riêng của mình, hoặc vì danh dự lợi dưỡng cung kính mà nói pháp không lòng dĩ pháp, chỉ vì muốn tìm lỗi của pháp sư mà bàn luận nghĩa lý, không vì tăng tiến sự hiểu biết để cầu pháp xuất thế mà chỉ đàn hạch một cách vô lý. Hoặc khinh mạng lời Phật tôn trọng tà giáo, chê bai đại thừa khen ngợi thánh danh. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, đôi với chúng tăng gây ra các nghiệp chướng như giết bậc A-la-hán, phá sự hòa hợp của chúng tăng, hại những người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Dứt tuyệt giống Phật làm cho thánh đạo không lưu hành được. Hoặc lột xẻ người tu hành tra khảo bậc Sa Môn, đánh đập đại đoa, dùng lời thô bị mắng nhiếc, hoặc phá giới hạnh thanh tịnh làm mất hết oai nghi, hoặc khuyên người khác bỏ đạo bát chánh, hoặc giữ và thực hành theo năm pháp tà, hoặc giả dạng làm sư trộm của thường trụ tiêu xài việc riêng,
những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc để mình trần hay mặc y phục mỏng manh, đường đột đến trước kinh tường, hoặc mang giày bẩn thỉu đi vào điện Phật, dẫm lên tháp Phật, hoặc mang guốc vào chùa, khát đàm nhổ nước miếng trong nhà thiền, làm dơ nhớp chỗ Phật và chúng tăng ở, hoặc đánh xe cởi ngựa xông pha trong chùa chiền tịnh xa. Phạm đôi với tam bảo mà khởi ra những tội lỗi như thế, thật vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con chỉ thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thanh, chúng cầu xin sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức sám hối ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp được tam bảo để tôn ngưỡng cung kinh, không bao giờ chán nàng, lại có gấm lụa tốt đẹp anh lạc quý gia, trăm nghìn âm nhạc các món danh hương, các thứ quả hoa quả tốt tươi, có đủ những vật sở hữu trên đời để cúng dường. Nếu có vị nào thành Phật, chúng con nguyện đến trước khuyến thỉnh mở cửa cam lồ cứu độ chúng sanh. Nếu có vị Phật nào nhập niết bàn, chúng con nguyện được cúng dường một lần sau chót. Còn như trong hàng chúng tăng, chúng con nguyện tu sao phép hòa kinh, được sức tử tại trùng hưng tam bảo, trên hoằng dương đạo Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Những tội hoặc nặng hoặc nhẹ, đôi với tam bảo đã sám hối rồi, còn lại những tội ác khác, chúng con xin theo thứ lớp sám hối hết thảy. Trông như trong kinh nói, có hai hạng người được mạnh mẽ, một là tự mình không gây tội, hai là đã gây tội mà biết ăn năn sám hối. Lại có hai phương pháp trong sạch, có thể làm cho chúng sanh diệt trừ được các món chướng ngại. Một là biết hổ nên tự mình không làm ác, hay là biết thèn nên không xúi người khác làm ác. Có hổ thẹn như thế mới gọi là người, nếu không biết hổ thẹn thì cũng không khác cầm thu. Bởi vậy ngày nay chúng con chỉ thành quy y Phật, xin đúng theo phép mà sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, vì mê tín tà kiến nên giết hại chúng sanh, để cung tấu quỷ thần lý mỹ vọng lương, cầu được sống lâu nhưng không bao giờ được. Hoặc nói dối thấy ma quỷ rồi giả xưng là thần để nói gạt người, những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối tất cả. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc hành động láo sửa, tự cao tự đại, hoặc ý dòng quý tộc khi dễ mọi người, cậy mình sang trọng khinh kẻ hèn hạ, hoặc ý sức mạnh ăn hiếp kẻ yếu, hoặc uống rượu rồi gây sự loạn đã, không kể người thân sơ,
say xưa suốt ngày không biết tôn ti những tội như thế. Ngày nay chúng con đều xin sám hối, lại như tham ăn uống không tiết độ, ăn gói thịt gói cá hoặc ăn năm thứ cay nồng mùi hôi bay lên. Sông quê các kinh tường xua đuổi những kẻ tu hành giữ giới thanh tình, buông lung tâm ý xa lìa người lành gần gũi bản ác. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối, lại có tinh cống cao bài đều giả dối bắt người khác theo mình. Càng bương cô chấp cho mình là hay, ương ngạnh trong bán không biết nhân tình cho mình là phải, người khác là quỷ. Và hay hy vọng ở sự may rủi, những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Còn lâm đến chỗ tiền tài thì lại không nhường nhịn, không liêm sỉ, mua bán rượu thịt lừa dối để sống hoặc cho vay nặng lời. Tính từng ngày từng giờ góp chứa một cách cay nghiệt, tham cầu không biết chán, hưởng thụ của dân cung không biết hổ thẹn, hoặc không giới đức mà làm nhận của tinh thi. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Và đánh đập tôi tơ sai khiến trẻ con làm việc nặng, không kể đến sự đói khát lạnh nóng của chúng, hoặc phá vỡ cầu cống làm ngăn trở sự đi lại. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối tất cả. Lại để mặt ý mình phong túng lung lăng tán loạn, chỉ để thì giờ đánh xu bồ đánh cờ tường, hoặc dây đoạn hợp lù uống ăn rượu thịt chén tạc chén thù làm rối cho nhau. Nói chuyện vu vơ hay bàn luận chuyện thiên hạ, hết năm này qua năm khác để ngày giờ trôi qua, không lợi ích gì. Mỗi đêm ba thời không tụng kinh ngồi thiền, lười biếng giải đãi cứ nằm dài suốt ngày, không để tâm quan sau món niệm xứ. Thấy người khác có việc hơn mình lại sinh ghen ghét ôm lòng hiểm độc, khởi đủ phiền não để cho gió lốc vật dục thổi vào, củi lửa tối lồi cháy luôn không ngớt, thiêu mất những điều lành nhỏ của ba nghiệp. Khi những pháp lành đã hết thì quả ra nhất xiển đầy đỏ vào địa ngục lớn, không có kỳ hạn ra được. Bởi thế nên ngày nay chúng con cúi đầu hướng về mười phương tam bảo xin sám hối hết thảy tất cả tội lỗi từ trước đến nay, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc thô hoặc tê, hoặc tự mình làm, hoặc báo người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui mừng, hoặc dùng thế lực bắt buộc người khác làm, cả đến những tội khen người làm ác ngày nay, chúng con chí thành đều xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối các tội ác ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được tự hòa trung hiếu, khiêm nhường nhẫn nhục,
biết liêm sĩ, biết chào đón trước, sửa mình chanh đáng trong sạch nhân nghĩa. Nhường nhịn xa lìa bản ác, thường gặp duyên lành, thâu nhiếp được sáu căn, giữ gìn được ba nghiệp, nhẫn nại được khổ nhọc. Tâm không thoái lui, cứ lập chỉ tu hành đắc đạo, không phụ bạc chúng sanh, phát nguyện rồi đem hết thân mạng kinh lễ chư Phật. Trước đã sám hối những phiền não chướng nghiệp chướng, nay theo thư lớp giải bài những quả báo chướng còn lại, xin sám hối hết thầy. Trong kinh nói khi nghiệp báo đã đến, chẳng phải trong không trung, trong biển, trong hang núi, không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo, chỉ có sức sám hối mới có thể diệt trừ. Vì sao biết được? Vì như ông Thích Đề Hoàng Nhân, khi thấy năm tướng suy hiện ra, trong lòng khiếp sợ, bèn chí thành quy y Tam Bảo, thì năm tướng sâu ấy liền tiêu diệt. Lại còn thêm tuổi thọ, những chuyện như thế trong kinh rất nhiều, không phải là một. Thế mới biết sự sám hối hay diệt trừ được tai họa. Sống kẻ phàm phu nếu không gặp bạn tốt dẫn đường, thì không có việc ác nào mà không làm. Đến nỗi khi sắp chết, cảnh địa ngục gớm ghê hiện ra trước mắt, chính lúc ấy lại hối hận sợ hãi. Ôi ngày trước không tu điều lành, để đến ngày cùng ăn năn, thì ăn năn sao kịp, phước báo hại tai ương tự mình gieo. Trọng từ trước ra nay, cứ thẳng lối mà vào địa ngục. Một mình đi đến, để lăn vào giác dầu sôi. Thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ, tới lúc đó dầu muốn lại hay sám hối một câu, cũng không dễ gì được nữa. Vì thế tất cả mọi người chớ ý mình tuổi trẻ sức mạnh, có tiền tài thế lực, mà lời biến giải đài, tự ý buông lung. Một khi khổ chết đã đến, thì không luận già trẻ, nghèo giàu sang hèn, đều tiêu ma hết. Quỷ vô thường đến thình lình, không cho ai biết trước. Mạng người vô thường như giọt sương mây, một hơi thở tuy có đó, nhưng hơi hít vào không chắc gì còn được. Thế vì cớ chi mà không sám hối? Nếu sư già ngũ thiên hay quỷ la sát đòa thoạt nhiên đi đền, dẫu tuổi trẻ sức mạnh, đến đâu cũng không thể tranh. Lúc mấy dầu có nhà đẹp lầu cao, cũng không ít gì đến người, xe tốt ngựa hay không đem theo được. Vợ con quyến thuộc cũng không còn là người thân, những đồ thất trân quý giá cũng chỉ để cho người khác hưởng. Lấy đó mà nói thì quả bao ở đời đều giả dối không chắc thật, còn ở cõi trời tuy vui thật nhưng rốt cuộc cũng sẽ tan nát. Khi sự sống hết thì vẫn phải đọa lạc trong tam đồ,
Vì thế Phật bảo ông Tu Đạt Đa, thầy ngươi là Uất Đầu Lam Phất. Lợi căn sáng suốt đã hàng phục được phiền nào, đến cõi trời phi phi tưởng rồi, mà khi mạng chung còn phải đọa vào đường súc sanh làm con phi ly. Huống chi người khác thế mới biết, hễ chưa lên tới quả thánh thì còn bị luân chuyển qua các đường ác. Nếu không cẩn thận một mai thành lình thân chịu chỗ đó, thiệt đang hối hận, xem như ngày nay bị tội phải đến cửa công. Đó là khổ nhỏ mà tâm tình đã sợ hãi, quyến thuộc đã khủng khiếp cầu cứu trăm bề, đôi với nỗi khổ trong địa ngục còn gấp trăm ngàn vạn lần hơn, không thể so sánh được. Chúng con cùng nhau trải vô số kiếp tội lỗi chồng chất như núi tu di. Nghe như vậy làm sao cứ an nhiên không sợ hãi, không kinh khủng, để về sau mắc phải những nỗi khổ ấy đáng đau đớn biết bao. Vì thế ngày nay chúng con chỉ thành cầu xin sám hối, lại từ vô thủy đến nay chúng con có nhiều báo chướng, nhưng nặng nhất chỉ có địa ngục A Tỳ. Như trong kinh đã nói rõ, nay xin nói sơ về hình tướng của địa ngục A Tỳ. Chung quanh ngục có bảy lớp thành sắt, có bảy lần lưới sắt. Dằn kính ở trên phía dưới có bảy tầng dao sắt rậm như rừng, và vô số ngọn lửa dữ luôn luôn thiêu đốt. Bề dài bề rộng của ngục này tính có tám muôn bốn ngàn do tuần, tội nhân đầy trong ấy. Nhưng vì nhân duyên của tội nghiệp nên không làm trở ngại, lửa phía trên hắt xuống, lửa phía dưới bốc lên, lan khắp bốn phương đông tây nam bắc. Tội khổ trong ngục ấy như cá bị chiên trong chảo, dầu mỡ đều chảy ra. Ở bốn cửa thành có bốn con chó đồng, thân hình dài rộng đến bốn ngàn do tuần, nanh dài móng nhọn, mắt sáng như điện chớp lại, có vô số giống chim mỏ sắc vỗ cánh bay lên. Mổ khoét thịt người có tội, quỷ sứ đầu trâu hình như la sát, có chín đuôi như đỉnh ba bằng sắt, lại có chín đầu, trên đầu có 18 sừng, mỗi sừng có 64 mắt, từ mỗi con mắt tiết ra sức nóng như thiêu đốt tội nhân. Mỗi khi nóng giận chúng gào thét tiếng vang như sấm, lại có vô số bánh xe dao từ trên không trung quay xuống, xoáy vào đỉnh đầu tội nhân, rồi xoay suốt xuống chân mà ra ngoài. Tội nhân đau đớn thấu xương tùy, nhức nhối tận tim gan. Cứ như thế trải qua không biết bao nhiêu năm, cầu sống không được, cầu chết không được, những tội bao như thế. Ngày nay chúng con hổ thẹn cúi đầu xin sám hối. Kể đến chúng con xin sám hối những tội bao đầu thân rơi rã trong địa ngục đau sơn. Kiếm thù bị thiêu nướng trong địa ngục
giác dầu lò than, sám hối những tội báo bị thiêu đốt trong địa ngục giường sắt. Cột đồng sám hối những tội báo bị đè nghiến mổ xẻ trong địa ngục xe dao. Xe lừa sám hối những tội báo trong địa ngục kêu lưỡi để trâu cày, sám hối những tội báo làm cho ngũ tạng chay tiêu trong địa ngục nuốt hòn sắt nông. Uống nước đồng sôi sám hối những tội báo, xương thịt tan nát trong địa ngục cột sắt. Sám hối những tội báo da thịt xương tủy rơi lìa từng mảnh trong địa ngục quấn dây sắt nông. Sám hối những tội báo bị bức rứt ngạt thở trong địa ngục sông tro phần. Sám hối những tội da dẻ lạnh công nứt da trong địa ngục nước mặn đóng giá băng. Sám hối những tội báo tàn hại lẫn nhau trong địa ngục cho sói chim sắt chó săn. Sám hối những tội báo đâm chém câu xé nhau trong địa ngục đao binh mông vua. Sám hối những tội báo bị rang nương trong địa ngục hầm lửa. Sám hối những tội báo bị hình hài tan nát trong địa ngục hai tạng đa ép lại. Sám hối những tội báo bị róc lột trong địa ngục bốn bề nuôi đá xô ép lại. Sám hối những tội báo bị chém xẻ trong địa ngục núi thịt u ám. Sám hối những tội báo bị chặt đứt trong địa ngục cưa xẻ đóng đinh. Sám hối những tội báo bị mổ cắt trong địa ngục gậy sắt treo ngược. Sám hối những tội báo phiền oan trong địa ngục đốt nông kêu gào. Sám hối những tội báo chịu cảnh đêm dài mù mịt không bóng mặt trời mặt trăng và sao trong khoảng lớn nhỏ nuôi thiết gì. Sám hối những tội báo trong địa ngục a ba ba, địa ngục a bà bà, địa ngục a cha cha, địa ngục a la la. Trong tất cả các địa ngục lạnh nóng như thế, có phụ thêm tam muôn bốn ngàn địa ngục cách tử. Những tội khổ trong đó, bị chiên nâu đau đớn, bị lột da róc thịt chẻ xương đập tủy rút ruột bức phổi. Nhiều nỗi khổ khác không thể nghe, không thể nói nam mô Phật. Những người bây giờ đang bị đọa vào các chốn ấy, hoặc là cha mẹ hay họ hàng của chúng con, trong vô thị kiếp chúng con cùng họ sau khi chết sẽ bị đọa trong các địa ngục như thế. Ngày nay chúng con rửa sạch lòng trần cúi đầu hướng về mười phương chư Phật các bậc đại Bồ Tát cầu xin sám hối, khiến cho tất cả tội báo kia đều tiêu diệt hết vậy. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong địa ngục, chúng con pha được bức thành sắc chốn A Tỳ làm thành cõi tịnh độ, không còn cái tên ác đầu. Bao nhiêu thống khổ sợ sệt trong các địa ngục đều chuyển thành những duyên vui sướng. Núi dao rừng kim biến ra rừng báo, lò lửa giác dầu hóa thành hoa sen. Linh ngục đầu trâu chừa bỏ sự bạo ngược, khởi lòng từ bi không còn ác niệm.
và chúng sanh trong đường địa ngục thoát khỏi quả khổ trong không gây thêm nhân ác khác, thọ hưởng sự yên vui như ở cõi tam thiền, đồng thời phát tâm cầu đạo vô thượng, sám hối và phát nguyện xong, xin hết lòng kính lễ thường trụ tam bảo, đảnh lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Trước đã sám hối những tội báo trong địa ngục, nay xin sám hối những tội báo trong ba đường ác. Trong kinh Phật nói, con người vì nhiều ham muốn, nhiều tham lợi cầu dường, nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ tuy nằm dưới đất mà vẫn thấy làm yên vui. Người không biết đủ dầu ở thiên đường cũng không vừa ý. Song người đời nếu thịnh lình có tai nạn nguy cấp thì thường bỏ hết tài sản, không kể gì nhiều ít, thế mà không biết thân này khi lâm vào hố thẳm tam đồ. Hễ một hơi thở không trở lại thì phải bị đọa lạc thoáng, như có người tri thức khuyên làm công việc công đức để giữ trữ pháp lành cho đời sau, thì lại cứ cố chấp kêu bẩn không chịu làm theo lẽ phải. Những người như thế thật ngu hoặc biết bao, vì sao trong kinh Phật nói, lúc sinh không đem lại một đồng nào, lúc chết cũng không cầm được một đồng nào đem đi. Người đời phải khổ thân để góp chữa tiền của, chỉ đeo thêm sự lo âu phiền muộn, không ít lợi gì cho mình. Mà người khác hưởng hết không chút duyên lành, không một mãi công đức để nhờ cây, đến nỗi khi chết phải bị đọa vào đường ác vì vậy ngày nay. Chúng con chí thành đem thân màng nương về ngôi tam bảo cầu xin sám hối. Kể đến chúng con xin sám hối những tội báo ngu tội trong loài súc sanh, sám hối những tội báo mang nặng kéo cài đền nợ cũ trong đường súc sanh, sám hối những tội báo bị người đâm xẻ mổ cắt không được tự do trong đường súc sanh, sám hối những tội báo không chân hai chân bốn chân hay nhiều chân trong loài súc sanh, sám hối những tội báo trong lông cánh mai dày, trong thân bị các giống trùng nhỏ cắn rìa. Ở loài súc sanh, trong loài súc sanh có vô số tội báo như thế, ngày nay đều xin chí thành sám hối tất cả. Chúng con lại xin sám hối những tội báo luôn luôn chịu sự đói khát trải qua trăm ngàn vạn năm không nghe đến tên cơm nước trong loài ngã quỷ, sám hối những tội báo ăn uống máu mủ phận dơ trong loài ngã quỷ, sám hối những tội báo mỗi khi động thân thì tất cả chi tiết đều cháy trong loài ngã quỷ, sám hối những tội báo bụng lớn cổ nhỏ trong loài ngã quỷ, trong loài ngã quỷ có vô số tội báo như thế, ngày nay cúi đầu cầu xin sám hối. Chúng con lại xin sám hối những tội báo hay nịnh hót kiêu mạn trong loài tu la,
quỷ thần sám hối những tội bao ganh các mạng đa lập sông cẩn biển trong loài quỷ thần. Sám hối những tội báo ăn uống máu thịt chịu đủ mọi sự xấu xa trong loài ngã quỷ la sát cứu bàn trà. Trong loài quỷ thần có vô lượng vô biên tội bao như thế. Ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật Đại Địa Bồ Tát cầu xin sám hối, khiến cho những tội bao ấy đều tiêu diệt. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường súc sanh, chúng con đời đời kiếp kiếp diệt hết tất cả ngũ si, biết được nghiệp duyên của mình trí huệ sáng suốt, không làm thân trong các đường ác. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường ngã quỷ, chúng con đời đời kiếp kiếp lìa khổ sang lẫn đói khát, thường được ăn những pháp vị cam lồ giải thoát. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường tu la quỷ thần, chúng con đời đời kiếp kiếp tánh tình chất trực, xa hẳn nhân tạ mang trừ các quả bao xấu xa, và làm được nhiều phúc lợi cho cả nhân thiên. Chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến đạo tràng, không còn chịu những tội báo trong bốn đường ác nữa, chỉ trừ lòng đại bi cứu độ chúng sanh lấy sức thể nguyện ở chung trong ấy, không khi nào chán nàng. Chúng con đã sám hối những tội báo trong ba đường ác này theo thứ lớp cầu xin sám hối những tội báo chốn nhân thiên. Chúng con cùng nhau thọ bấm thân mạng ở cõi diêm phù này, tuy nói 100 năm chứ có mấy ai sống tròn. Trong thời gian đó, số người trẻ tuổi chết non không thể nào lường. Những khổ não còn nung nấu bức bách, thân hình lo rầu sợ hãi không có cái phúc nào. Sợ gì như thế, bởi căn lành rất ít, nghiệp ác quá nhiều. Đến nỗi trong đời hiện tại làm việc gì cũng không được vừa ý, nên biết đó là dư báo của những nghiệp ác ở đời quá khứ còn lại. Bởi thế nên ngày nay chúng còn xin sám hối vô lượng dư báo ấy. Trong cõi nhân thiên từ vô thị cho đến đời hiện tại và vị lai, sám hối những tội báo tai ương túc cay, tàn tật trăm bệnh, sáu căn không đủ cõi người, sám hối những tội báo sinh vào nơi hoang dã, xa cách mọi người, luôn luôn bị tà kiên tám nạn ba ác, sám hối những tội báo bị nhiều bệnh hoạn gầy còm, chết yêu chết oan ở cõi người. Sám hối những tội báo bà con quyến thuộc không đoàn tù ở cõi người, sám hối những tội báo bị khổ vì bạn bè tan nát, ân ái chia lìa ở cõi người, sám hối những tội báo oán cừu gặp gỡ, ưu sầu khiếp sợ ở cõi người, sám hối những tội báo bị nạn nước lừa, trộm cướp đau binh nguy hiểm kinh khủng khiếp nhược nghi ở cõi người, sám hối những tội báo bị cô độc khốn khổ lưu lạc bôn ba quên mất xứ sở ở cõi người.
sám hối những tội báo bị tù ngục giam cầm, bị nhốt đứng trong ngục tôi, bị đánh đập tra khảo ở cõi người. Sám hối những tội báo bị miệng lưỡi công tư theo dệt, du hòa ở cõi người. Sám hối những tội báo bị bệnh tật liên miên liệt giường liệt chiêu, không đứng dậy được ở cõi người. Sám hối những tội báo bị các chứng ôm dịch về mùa đông mùa hạ, hay bị độc lệ thương hàng ở cõi người. Sám hối những tội báo bị trung gió độc bị thùng, bị trướng bị kết ở cõi người. Sám hối những tội báo bị các ác thần tìm giết tiễn tác quả ở cõi người. Những tai họa bất trắc, những bệnh truyền nhiễm, những ách nạn suy não trong đời hiện tại vị lai, trong cõi nhân thiên nhiều không thể kể xiết như thế. Ngày nay chúng con chi thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thanh chung, cầu xin sám hối nguyện đều tiêu diệt. Chư Phật Bồ Tát đã phát lời thể nguyện tu hành phúc trí và hồi hương, chúng con cũng xin phát nguyện tu tập phúc trí và hồi hướng như vậy. Cõi hư không có thể cùng tầng, cõi chúng sanh có thể cùng tầng. Nghiệp báo của chúng sanh có thể hết, phiền não của chúng sanh có thể diệt. Nhưng sự tu hành hồi hướng của chúng con không bao giờ cùng tận được. Phát nguyện và hồi hướng xong, xin hết lòng kinh lễ thường trụ Tam Bảo. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Phụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thân phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lự, nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hài. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại.